Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Erica Channel. Ở video này, Erica sẽ nói view qua về cái diễn biến giá của công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, mã là CII, có thể theo nguyện vọng của một nhà đầu tư mà muốn view sâu hơn về cái cổ phiếu này. Có lẽ là bởi vì cái diễn biến khá là rơi khá là nhanh của CII từ 26,5 về tới thủng mốc 23. Đó thì đây thì chúng ta đi, đây là cái bức tranh mà chúng ta nhìn thấy CII kể từ khi CII lên sàn từ năm 2005-2006. Cho tới nay thì CII đi được một cái chặng đường tạo thiết lập đỉnh ở 2017 và rơi triền miên về cái vùng 16,1 ở như năm 2020. Một phần vì Covid, một phần vì Fed và một phần vì chính nội tại của doanh nghiệp này. Đấy thì dẫn tới là cái việc CII giảm ở đây tương đương với tầm khoảng 55%. Từ 38 về 16,1. Đó, và khi mà cái phục hồi ở VN Index phục hồi cùng với dòng tiền trở vào thị trường chứng khoán mạnh mẽ hơn bao giờ hết thì CII đi được một cột thẳng đứng từ mức 16,2 mà lên tới 26,5. Trong đồ thị thì chưa có ghi nhận, nhưng mà như chúng ta biết được rằng là có chớp nhoáng đi lên 26,5 và sau đấy quay ngược trở lại. Thì khi mà chúng ta view gắn vào với phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng chính cái điểm 26,5 là một cái điểm cản rất là mạnh mẽ của CII hình thành từ trong quá khứ giữa năm 2017 và 2018 ấy, tạo thành một cái ken, một đường cản căng ngang cộng với là cái đường cản trend số 3. Thì đường cản trend số 3 thì đâu đấy cái lực cản vẫn còn rất là mạnh, đó đi thủng luôn cả mốc 23.4. Nhưng mà đây là đồ thị, mình đang ghi nhận theo đồ thị tháng thì phải hết tháng 4 thì chúng ta mới biết được rằng là CII có bị thủng 23,4 hay không, hay là vẫn đang vẽ chart giống như là chúng ta thấy vừa rồi ấy, thì CII đã vươn lên đến tận 26,5, nhưng mà trong đồ thị này của Erica thì vẫn chưa ghi nhận cái mốc 26,5. Đó thì chúng ta cùng tiếp tục theo dõi thêm xem là CII sẽ đi như thế nào. Đấy, còn trong cái việc là CII đi thẳng đứng một mạch như thế này thì việc pullback 1/3 về cái vùng 23,4 là hợp lý, bởi vì là nó đi thẳng một mạch và cần một cái nhịp nghỉ ngơi, một nhịp điều chỉnh thì cũng phù hợp với cái phần mà sideways trong lịch sử từ 2018-2019. Đó, thì đây là một cái vùng nền giá. Thì trong cái tuyến đường đi lên thì CII cũng có thể sẽ dao động để có lực mạnh mẽ hơn để vượt qua cái trend cản số 3. Còn đối với cái đồ thị này thì chúng ta cũng đang view của tháng 4 thì nó vẫn đang lần đầu tiên cắt lên cái dải Bollinger Band ở phía trên. Trong khi đấy thì Bollinger Band trên và Bollinger Band Center đều đang có xu thế là đi hướng lên trên. Riêng cái dải Bollinger Band ở phía dưới thì vẫn chưa có quay trở lại, nhưng mà rất có thể là sẽ đi như thế này để cùng hướng lên trên. Còn đối với đồ thị tuần thì chúng ta đang chứng kiến cái tuần này đây. Tuần này đang có cái dấu hiệu là khi mà gặp cái dải Bollinger Band ở phía trên á, đây 26,5 thiết lập từ 29 tháng 3. Đó thì bị giảm xuống và hiện tại đang sắp chạm cái hỗ trợ ở 22.2. Sắp chạm hỗ trợ đường dải Bollinger Band Center ở 22.2. Thế nhưng mà cũng có thể là CII chỉ rơi xuống lưng chừng này thôi. Thế thì tất cả còn lại thì chúng ta sẽ xem ở những phiên tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào, giống như là phiên theo tuần. Thì tháng 1 ấy thì CII rơi xuống thấp nhất là 19 cơ. Đó, nhưng mà close là mốc 28.50.
Đó, và sau cái phiên này vẫn còn dao động xuống dưới cái vùng 19,7 rồi từ đó mới đi lên. Thì đây cũng là kiểu của CI lại đi kiểu như vậy ha. Hơi hơi lạ, trong cái quá trình nó đi lên nó sẽ có 1 2 3 4 phiên 4 tuần dao động nhỏ thấp rồi sau mới đi lên dần. Cũng khá là khó đây, chỗ này 1 2 3 4 rồi dao động đi lên dần. Đấy thì có thể đây cũng là một đặc tính trong cái quá trình đi lên của CI. Tiếp đến thì chúng ta nhìn view sâu hơn. Ở đây thì đối với đồ thị ngày ấy, thì chúng ta chỉ nhìn được thấy như thế này thôi. Thấy từ năm 2009 đến năm 2021. Đó, thì trong cái quá trình đi lên của CI này, đây được xem là quá trình đi lên. Cũng rất nhiều gian chân. Nhưng mà giá thấp nhất là 700 đồng. Đấy, thì so với thời nay thì CI đã khác rồi. Và CI trong cái quá trình đi lên ấy, tạo lập đỉnh thì luôn luôn giảm khá sâu rồi lại mới đi lên. Cái thời kỳ mà CI đi dễ thở nhất là cái thời kỳ 2014 đến 2017. Đó, thì nhưng mà cũng vẫn rất là khó. Vẫn như thể là giảm tới mức mà gọi là không thể nào mà lên được nữa ấy. Giống như từ 24 mà về 17, sau đấy thì mà cái mốc 17 những hai lần cơ. 24 về 17, sau đấy phục hồi lên vùng 22, xong rồi lại rơi về 17, xong rồi mới đi lên dần. Và đi lên hẳn vùng 24, xong rồi lại về 22 và rồi tiếp tục tìm các cái đỉnh mới. Đó thì trong những cái điểm đi lên sốc của CI đây. Ở những ngày xưa mình nhìn thấy thì cũng có những cái phiên giảm rất là sốc này. Xong đi lên, xong lên rồi giảm này, xong rồi lại đi lên. Đấy thì chúng ta nắm được cái tình hình này của CI để chúng ta có thể là có những cái chiến thuật phù hợp với CI. Đấy, CI có lẽ trong các cái giai đoạn đấy thì không nên mua đuổi. Chỉ mua đến tầm giá 24, 23, 24. Chứ mà mua đuổi lên tận 26,5 thì đúng là chúng ta đang phải chịu một cái mức dao động đến âm 20% so với giá đỉnh đây. Từ 26,5 về 22.650 mất 4 giá tầm khoảng 18%. Đây là CI đang bị giảm 18% nếu tính theo đồ thị ngày. Thì về overview thì chúng ta nhìn thấy cái biểu đồ ngày của CI còn không được tốt cho lắm. Đó, nhưng mà cái việc rơi một lúc đến gần 20% á, thì nhà đầu tư nên thận trọng suy nghĩ về, tức là khi mà đã không chốt đúng điểm rồi á thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ, bởi vì nhìn về trong cái quá trình hành trình của CI thì có một cái chen giảm giá nó khá là thoải đây. 47. Đây thì có một cái channel giảm giá đi suốt từ 2018 tới nay. Và lần đầu tiên thì tạo lập được một cái đáy ở như vùng đây tới 15,8 thì không muốn rơi nữa và đi lên. Thì đi lên gặp đúng cản đây, gặp đúng cản 265 thì pullback chạm đúng cái giải Bollinger Band ở chỗ này 22,22,6. Đấy thì thôi, chúng ta nhìn xem là CI sẽ đi như thế nào. Với cái kiểu cách đi của CI thì giảm có vẻ sâu xong rồi trở lại cũng như chưa hề có cua chia ly ấy. Đấy thì nhà đầu tư lưu ý là chúng ta đừng quá lo lắng xem CI có thể rơi tới đâu. Nếu mà rơi xuống cái vùng 20 này thì có thể tiếp tục giải ngân lần số 2. Chúng ta mới chỉ giải ngân CI lần 1 ở mốc 23,2 thôi, cách đây mấy tuần. Đấy, và khi lên 26,5 thì chúng ta chưa chốt. Thì đây là một cơ hội để chúng ta canh xem là có cơ hội để chúng ta gia tăng quy mô vốn đầu tư vào CI hay không. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý rằng cái việc đầu tư vào CI phải sẽ nhỏ hơn 10%, bởi vì CI chưa đáp ứng được cái nhu cầu cầu là lợi nhuận hàng năm đều và đảm bảo cái chỉ số cơ bản mà Erica đề ra. Đấy, do đó chúng ta đầu tư CI dưới dạng là mình mua bán theo phân tích kỹ thuật và trong cái kỳ vọng là trend dài hạn.
Tức là CI có thể đi như thế này, xong rồi mới lên theo cái chữ V, nhưng mà V theo theo cái dạng là đây. Ồ, khó nhìn hình quá ha. Đó, thì nó đi theo cái dạng kiểu như thế này, thì cái phạm vi dao động của nó khá là rộng. Đấy, thì CI là như thế, thì chúng ta cũng khi mà nghiên cứu về CI thì chúng ta cũng nên chấp nhận các cái tính cách của CI và tìm các cái phương án để chúng ta đồng hành với CI thôi à. Đây, kể cả lên hay xuống trong lịch sử, dù có thanh khoản cao hay thấp thì CI vẫn dao động theo cái dạng là channel. Nó đi theo những cái con kênh tăng giá và con kênh giảm giá. Giữa các cái con kênh đấy sẽ có các cái biên độ dao động rất là mạnh. Nhiều khi mình cảm giác như là không thể nào mà ngừng rơi được ấy, nhưng cuối cùng thì nó lại ngừng. Thế thì mình phải nắm được cái đặc trưng về diễn biến giá của mỗi doanh nghiệp để đưa ra các cái quyết định. Thì đây, so với cái việc là tạo lập đáy thì mình nhìn về cái tạo lập đỉnh cũ của CI thì nó cũng như vậy đó. Nó đi lên này, xong nó đi xuống như thể là giảm rồi, nhưng cuối cùng nó lại đi lên để hình thành lên một cái box đi xuống như thế này. Đây, cái box đi lên nó rộng hơn và thoáng thưa hơn, nhưng mà cái box đi xuống này, đó, nó cũng như vậy đó. Rơi như thể không bao giờ lên được nữa, nhưng rồi cuối cùng lại đi lên và tạo thành một cái vùng phạm vi đáy ở đây. Đấy, thì hy vọng rằng là CI cũng tạo được đáy ở đây, và rất là mong là CI sẽ nhanh chóng cải thiện được các cái biên lợi nhuận dòng cho doanh nghiệp trong thời gian ngắn hạn sắp tới, như là đẩy nhanh được các dự án bất động sản hay là thu phí vân vân, vận hành hiệu quả các cái hệ thống thu phí BOT, BT. Đấy, thì cái chỗ này pullback này là hợp lý này. Đấy, tới đây thì cái lực nó đang hơi khác lạ một chút đấy. Đấy, thì cả nhà chú ý nhé. Riêng CI thì chúng ta đã giải ngân được một phần ở vùng 232 và chưa có chốt lời ở như 26.5. Mặc dù đây là một cái điểm cũng kinh hoàng đấy. Sai 6 năm, không ngờ cái phản ánh nó lại phản ứng với cái mốc cản cũ nó lại dữ dội như thế. Thế thì cũng đồng thời với ngày xưa thì đây là một cái vùng sideways rất là mạnh. Thế thì chúng ta cũng sẽ chứng kiến được một cái vùng ít nhất là cũng phải pullback. Còn nếu mà khỏe thì đi lên luôn, không khỏe thì sẽ sideways một khoảng vài vòng ở đây. Đó, thì nhà đầu tư nắm được tình hình này mà chúng ta có thể ra quyết định. Nếu có nâng size quy mô thì quý vị hãy nâng size như vùng 22 này, và chờ một cái phần ở như vùng 20. Vùng 20, nếu mà sau này mà CI có được nhiều các cái thông tin từ cơ bản support nhiều hơn thì nhà đầu tư mới có thể nâng size như trên cái vùng cao hơn. Còn hiện tại chúng ta sẽ ưu tiên ở vùng 22 và cùng lắm là về cái vùng 18, 19 này này, 19, 20 này, để giải ngân thêm một lần nữa. Đấy, thì chúng ta về cơ bản là như vậy. Và lưu ý, quan trọng, rất quan trọng, CI chỉ chiếm nhỏ hơn 10% tổng giá trị đầu tư của danh mục, tổng vốn đầu tư của quý vị và các bạn vào thị trường chứng khoán. Còn lại chúng ta sẽ dành vào các cái mã khác an toàn hơn. Đấy, khi mà mới đầu tư thì chúng ta sẽ ưu tiên cái tính an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bài review sau. Nếu mà bạn có nhu cầu tìm hiểu diễn biến giá về một doanh nghiệp nào đó thì vui lòng để lại comment ở dưới video này. Và đương nhiên là Erica rất mong quý vị và các bạn đồng hành cùng với Erica tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Cái link mở tài khoản cũng được up ở dưới video này, hoặc liên hệ theo số điện thoại 091 432 6556. Erica đọc lại một lần nữa nhé, 091 432 6556. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại.